thịnh vượng thật sự trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Yesterday it was so fantastic. Your sharing, your love, your participation, it was commendable. Ngày hôm qua chúng ta đã có một ngày tuyệt vời, những gì mà chúng ta đã cùng học hỏi với nhau và những chia sẻ của các bạn, những lời chia sẻ rất chân thành, những câu chuyện rất cảm động đã làm cho tất cả mọi người chúng ta đón nhận được những bài học vô cùng quý giá và điều đó thật đáng động. So to recap yesterday what we learned about beliefs. How to reframe our beliefs because beliefs create our reality. Và để chúng ta ôn bài lại một tí thì ngày hôm qua chúng ta đã nói về hệ thống niềm tin. Làm sao để chúng ta có thể chuyển hóa niềm tin của mình? The quality of your thoughts will determine your emotional atmosphere, your reality also. Là chất lượng của những suy nghĩ đã là làm cho chúng ta có được những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc khác nhau và nó sẽ tạo nên những thực tại. So today we continue from there so that we understand much deeper processes about how to manifest our personal reality. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục để có thể có những quy trình xử lý cách chuyển hóa thực tại của mình. We all have certain goals, certain dreams for life. So the dream should not remain the dream. We can also put our effort in manifesting the dream and see that dream in reality. Tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng có những giấc mơ riêng của mình, nhưng đừng để những giấc mơ đó mãi mãi là giấc mơ, mà chúng ta phải tìm cách để biến những giấc mơ đó trở thành sự thật. So the abundance is actually everywhere. Abundance is in us. Abundance is everywhere. The nature is so abundant. Universe is abundant. And the true poverty lies in the poverty of spirit. Because we did not recognize our inner spirit, which is so rich, so abundant. We still feel very poverty. Và cái sự thịnh vượng, tất cả chúng ta đều có sự thịnh vượng ở khắp mọi nơi, sự thịnh vượng ở xung quanh chúng ta, nhưng sự thịnh vượng thật sự chính là sự thịnh vượng đến từ tinh thần của mình. How can we experience abundance without recognizing our own inner abundance, the spiritual abundance? Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể kiến tạo được sự thịnh vượng bên ngoài nếu như chúng ta không nhận ra được sự thịnh vượng từ bên trong mỗi người mình? We are all magnificent beings, multidimensional beings, very, very, you know, wise beings. We have not yet awakened our selves to recognize this. Chúng ta đã... tất cả mọi người đều là những bản thể thiêng liêng, bản chất chúng ta đã là sự thịnh vượng và chúng ta cần phải nhận ra được điều đó, ý thức lại điều đó. Sometimes we wait for the world to say good things about us. We want the world around us to recognize who we are, but it won't help. We need to wake up to recognize what kind of infinite energy we have. Infinite potential we have. All possibilities are there and we can manifest everything because we need to recognize that power of manifestation exists in all of us. Và đôi khi chúng ta cứ đợi chờ cho cả thế giới bên ngoài, những người ở bên ngoài để họ công nhận sự hiện hữu của mình. Và điều đó không cần thiết bởi vì bản thân mỗi người chúng ta cần phải nhận ra được cái khả năng, sức mạnh tiềm ẩn và vô tận mà chúng ta đã có. Để từ đó chúng ta mới có thể chuyển hóa những sức mạnh từ bên trong đó trở thành một thực tại thịnh vượng cho chính mình. Many countries that remain poor. Even in spite of all the developments, everything is available, resources are plenty, but still they remain poor because the people in that country not yet awakened to their true spirit, spirit of abundance. Và rất là nhiều đất nước, cho dù họ có rất là nhiều tài nguyên, có nhiều nguồn lực và có rất là nhiều sự hỗ trợ, nhưng mà họ luôn luôn chìm đắm trong sự nghèo khó. Đó là bởi vì những người sống trong đất nước của họ chưa được tỉnh thức
chưa có thức tỉnh được cái tâm thức thịnh vượng bên trong họ. The poverty still exists around the globe because it's because we deny our own greatness. Và sức mạnh thì luôn luôn hiện hữu xung quanh cả địa cầu của chúng ta, nhưng chính bản thân mình đã từ chối cái sự vĩ đại của chính mình. The damage we are doing to the planet comes from the place of lack because we have not yet really looked at our own greatness. Và những cái sự hủy hoại mà chúng ta đang tạo ra đối với môi trường sống của mình, nó đến từ sự thiếu thốn bên trong của chúng ta. And the purpose of this workshop, offering this workshop also is making all our Vietnamese friends to actually become enlightened billionaires. Each one of you can become so enlightened at the same time, attract a lot of wealth, create so much of wealth, and it serves your nation, your country. Và mục đích để chúng ta cùng ngồi đây với nhau có những khóa như thế này là để giúp cho tất cả những người Việt Nam của chúng ta, mỗi người đều trở thành một tỷ phú khai sáng, để từ bản thân chúng ta có thể tạo ra sự giàu có thịnh vượng, không chỉ cho chính mình mà để chúng ta còn có thể phụng sự cho nhân loại và chia sẻ cho mọi người xung quanh. We generally think that when I have enlightenment, spiritual enlightenment, oh, I should not have money, I should reject money. It's not true. Actually, you can be enlightened at the same time you can be very wealthy, rich, so that you serve the community, you serve your nation. Và có rất là nhiều người họ nghĩ rằng, à, để tôi có thể thức tỉnh tâm linh, để tôi đi vào con đường tu tập thì tôi phải từ chối tất cả những cái sự giàu có về vật chất. Điều đó không đúng chút nào các bạn à. Bởi vì bạn hoàn toàn có thể trở thành một người vừa tâm linh mà vừa là một người rất giàu có. Bởi vì sự giàu có đó, khi mà bạn đã trở thành một con người tâm linh thì bạn sẽ đem những gì mà mình có chia sẻ và phụng sự cho nhân loại và cho cộng đồng của chính mình. Only when we are closing our eyes and when we are doing meditation practice, that time we look at our own inner greatness. Chỉ có khi nào chúng ta làm việc với chính bản thân mình, chúng ta nhìn vào thế giới bên trong của chúng ta, thì chúng ta mới có thể đánh thức tỉnh được những điều mà cần phải chuyển hóa thêm. And all the time, if we are keeping our eyes open and looking at the world only, we see the greatness in others, but we can't see our own greatness. In meditation, we have a possibility to look at our own inner greatness. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận nhìn vào bên trong của mình, chứ không phải chỉ dùng đôi mắt này để nhìn ra thế giới bên ngoài, lúc đó chúng ta mới nhìn thấy được sự vĩ đại từ bên trong của chính tâm chúng ta. Nếu không thì mình luôn mãi mãi nhìn thấy sự vĩ đại chỉ ở bên ngoài kia mà thôi. So friends, today we all really be willing, ready to look at our magnificent spirit, the spirit of, you know, abundance and greatness of the soul. Và các bạn yêu quý, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng ngồi với nhau để khám phá và nhận ra, ý thức được cái tinh thần tuyệt vời diệu kỳ, cái bản thể diệu kỳ bên trong của mỗi người chúng ta. So the first seven sutras will be covering one by one in this morning hour, morning session. And afternoon we have something different, creating our future realities in the present moment. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bảy nguyên lý về sự thịnh vượng. Chiều nay thì chúng ta sẽ có một phần tiếp tục cho việc khám phá này. So the very first principle is the sutra of abundance. Abundance is natural. Nature is full of abundance, and abundance is created by recognizing inner abundance. Inner abundance leads to outer abundance. Và nguyên lý đầu tiên cũng là nguyên lý để nói về thế giới thịnh vượng từ bên trong, cũng là sự thịnh vượng ở bên ngoài. So friends, whenever we are, you know, in a lack kind of conditions, situations, and our thoughts are in a lack state, means we are thinking, oh, I don't have this, I don't have this, I don't have house, I don't have car, I don't have enough money.
we go into very, very contracted states. We feel so bad not having enough, enough of resources, enough of love, enough of money, enough of food. And we really feel a lot of suffering. Sadness comes to us. À, các bạn yêu quý, mỗi khi mà chúng ta nói rằng là ôi tôi không có đủ tiền, tôi không có đủ thức ăn, tôi không có đủ những gì mà tôi mong muốn, nó đến, tất cả những cái lời than vãn đó nó đều đến từ cái sự thiếu thốn bên ở bên trong. À, tôi không có đủ về tiền bạc, không có đủ sức khỏe, tất cả những điều đó là những gì mà xuất phát từ sự nghèo nàn ở bên trong của mình. We have also a negative belief, a limiting belief that there is scarcity outside. There are lesser resources. It's not enough for everyone on planet Earth. We have nearly 8 billion population and there's not enough for everyone. We think that way, but it is not true. Abundance is the natural state of the universe. There is plenty for everyone. There are enough resources. Và còn thêm một cái niềm tin giới hạn chúng ta nữa, đó là chúng ta có những cái niềm tin như là sự khan hiếm luôn luôn ở xung quanh mình, vì thế giới quả địa cầu trái đất đang có hơn 8 tỷ người và chính vì vậy thì không thể nào mà chúng ta có đủ cho tất cả mọi người. Và đó là niềm tin đã ăn sâu trong niềm tin của rất nhiều người, nhưng thật ra điều đó không phải, không đúng, điều đó không phải là sự thật, bởi vì thế giới vũ trụ này có đầy đủ cho tất cả mọi người. Many people, when they become rich, they feel a certain guilt. Oh, my neighbors, my countrymen, and they're not having enough. I have so much plenty with me. Oh, I feel guilty about it. We really feel guilty sometimes that thinking that there are less resources, scarcity everywhere. But it's not true. We need to wake up, recognize that there's plenty for everyone. Only thing is our poverty consciousness inside us is preventing us to create our new realities. Và có rất là nhiều người khi họ trở thành giàu có thì họ bắt đầu rơi vào cái mặc cảm tội lỗi, bởi vì họ cảm thấy là ôi mình giàu có như thế này, nhưng mà trong khi đất nước mình, những người hàng xóm, những người xung quanh, người thân của mình họ vẫn còn nghèo khổ như thế, thì làm sao mà tôi có thể giàu có được. Thì với cái niềm tin, với cái suy nghĩ đó thì họ cảm thấy cái bên trong của họ không thể nào thịnh vượng được. Nhưng điều đó cũng không phải là sự thật, bởi vì tất cả chúng ta đều cần phải thức tỉnh. Có rất là nhiều những cái nguồn lực có sẵn ở bên ngoài và vũ trụ luôn luôn có đầy đủ cho tất cả mọi người. And I'm going to introduce you to a process. This is called vibrational match. Means if you have a goal, for example, you want to buy a car, a very beautiful car, a sports car, and you have a dream, you have a wish, really you desire to have the car, but you don't feel vibrational match. Somewhere you feel, do I really deserve this? It's too expensive for me. Oh, maybe I'm not. So we don't match vibrationally, even though you have a desire and you have really intense dream about having that car, but you are not matching in the vibrational plane. You have still lower vibration with the fear of undeservability. You feel, I don't deserve it, I'm not good enough, I'm guilty, I'm shameful. So we are not matching vibrationally to that. Bây giờ chúng ta sẽ có một quy trình, cái quy trình sẽ giúp cho chúng ta hợp nhất sự rung động của mình. Ví dụ giống như nếu như bản thân mình mong muốn có một chiếc xe hơi rất là tuyệt đẹp, tuy nhiên đó chỉ là mong muốn của mình mà thôi. Mình khao khát điều đó nhưng mà cái tần số rung động năng lượng của chúng ta không có tương thích với cái mong muốn của mình. Giống như mình có thêm những cái suy nghĩ là à, tôi muốn cái xe đó nhưng mà tôi không biết tôi có xứng đáng hay không, hay là ôi nó mắc quá tôi không có mua nổi, hoặc là mình có những cái suy nghĩ và ở những cái tần số rung động thấp, chẳng hạn như là mình không xứng đáng, mình không có đủ giỏi, mình có những cái nỗi sợ, mình cảm thấy xấu hổ, tất cả những cái suy nghĩ đó làm cho chúng ta không tương thích được với cái thực tại là có được cái chiếc xe tuyệt vời đó. Just think about one goal in the next 3 months time you would like to manifest.
Và bây giờ tôi muốn các bạn hãy nghĩ về một mục tiêu mà trong 3 tháng tới bạn muốn có thể hiện thực hóa được mục tiêu này của mình. You have 90 days time. 90 days you would like to manifest one goal, very important, like something material goal. Select one material goal. Tôi muốn các bạn chọn một cái mục tiêu mang tính về vật chất, tức là một mục tiêu nào đó mà trong 3 tháng tới mình có thể hiện thực hóa mục tiêu của mình về kinh tế, về vật chất. It's a house furniture, it could be expensive car, it could be even one small house, a beautiful house, whatever, one material goal. And once you decide what you want to really manifest, okay, that's good. $3,000 for the course. That's good. That's a good goal. 3 months time. You have enough time to really manifest. I'll have 2.2 billion dongs. That's good. That's good. So something like that, you know, you need to have the clear goal and purpose the next, you know, 3 months time. Now, I ask you this question. Are you matching vibrationally with that reality, the goal that you have created? What thoughts will you are getting inside you? What feelings you feel? Put yourself there where you really manifested that $3,000 and also whatever that few million dongs, or it is the expensive car, the house, the furniture, whatnot. You see yourself there. Are you feeling deservable? Are you feeling matching vibrationally with it? Just sense and feel. Và bây giờ mỗi người chúng ta đều có một mục tiêu riêng của chính mình. Trong 3 tháng tới các bạn có thể đặt ra một mục tiêu nào đó. Ví dụ như những bạn đang chia sẻ trên chatbox rất là tuyệt vời. Mình có một con số cụ thể, hoặc là một cái món đồ, một cái đồ vật, hoặc là một cái gì đó chúng ta mong muốn sở hữu, một căn nhà, một chiếc xe, một công việc, bất kể là một cái điều gì. Hãy đặt mình vào trong cái bức tranh khi mình đã đạt được cái mục tiêu đó rồi thì chúng ta cảm thấy như thế nào. Khi mình nghĩ về mục tiêu đó thì hãy cho phép mình cảm nhận những cảm xúc trên cơ thể của mình. Mình đang thực sự cảm thấy như thế nào khi nghĩ về đó? Mình có cảm thấy là tôi không xứng đáng, hay là cảm thấy rất là tuyệt vời? Thì hiện nay bạn đang cảm thấy như thế nào? Almost 40 years back, I never imagined myself sitting in a car because I come from a poor family. We don't have any car. We go on a bus, a public transportation in India, and we could never afford a car. 40 năm trước tôi sẽ không bao giờ dám mơ ước là mình sẽ có được một chiếc xe hơi ở Ấn Độ, bởi vì tôi xuất thân từ một gia đình rất là nghèo khổ và ở đó mình rất là nghèo nàn, và đi đâu chúng tôi cũng chỉ có thể đi bộ hoặc là đi xe bus mà thôi. Cho nên cái ước mơ mà có được một chiếc xe hơi đó là một cái ước mơ rất là to lớn đối với tôi ở thời điểm đó. First time I learned about in meditation practice how to create new reality with our thoughts. We can create our reality. So at that time, I thought, you know, if I have a car, I can go around and teach meditation. I can spread, because there sometimes used to rain. I used to be very wet, and it was very inconvenient to go around and spreading meditation in India. So I visualized, imagine myself sitting in the blue car. I was feeling steering wheel and changing the gears. I felt deservable. I felt, yes, I deserve it. I needed it. Universe, please, please, please manifest this dream. Và khi mà tôi nghĩ về cái điều đó, ở cái thời điểm đó thì tôi nghĩ đến cái việc là khi mà tôi có một chiếc xe, nó sẽ giúp ích cho tôi như thế nào. Chẳng hạn ở những cái thời điểm đó, khi mà tôi hình dung tưởng tượng trong tâm trí của mình là mình sẽ ngồi vào một chiếc xe hơi màu xanh dương và mình sẽ lái xe đi trong những cái ngày mưa để mà mình được đi dạy tâm linh, và cảm xúc của mình là giống như lúc mà mình đang ngồi để mình lái trên tay lái, mình dựa vào, mình cầm vô lăng ra sao, cảm xúc của mình tuyệt vời như thế nào. Và tôi để cho tâm trí của mình được chìm đắm trong những cái cảm xúc đó, và tôi nói với vũ trụ rằng: vũ trụ ơi, hãy cho tôi cái chiếc xe như thế này, và tôi cảm thấy mình thật sự xứng đáng với điều đó. Initially
I was thinking, oh, my father could never drive a car. He never had a car. My family was very poor. Do I really deserve this? My father could not travel in the car. How could I sit in the car and drive the most expensive car? It's very difficult to imagine myself, but I could do this process. I could match vibrationally. What happened is, within no time, within a month's time, I manifested the car. I got my personal car. I could drive it. I was feeling so happy. Và khi mà tôi đã học được cái cách kiến tạo cái thực tại đó, thì tôi trong vòng một tháng đã có thể hiện thực hóa được. Nhưng mà ban đầu nó không phải dễ dàng như vậy, bởi vì lúc đầu khi mà tôi hình dung tưởng tượng thì luôn luôn có những cái giọng nói như là ôi, ba của tôi đã không có được một cái chiếc xe hơi, tôi có xứng đáng được hay không, trong khi ba của mình lại không có được một chiếc xe hơi để mà lái. Vậy thì làm sao mà mình có thể ngồi trong một cái chiếc xe như mình mơ ước và lái như vậy, mình đâu có xứng đáng đâu. Và những cái điều đó, những cái giọng nói đó, nó làm cho tôi không có tương thích được. Nhưng khi tôi hiểu được cái quy luật để kiến tạo ra, hiện thực hóa được cái ước mong muốn của mình, thì trong vòng một tháng tôi cứ hình dung tưởng tượng và tôi cho phép mình đi vào cái trạng thái để nâng cái tần số rung động của mình lên, và sau một tháng thì tôi có thể có được cái chiếc xe hơi như tôi mong muốn. So we must feel vibrational match, desirability to have that desired project, desired outcome, whatever that we would like to manifest, because without that we keep the goal away. It won't come to us. We need to raise our vibration. Và cái việc mà chúng ta nhận thức được cái xung động của mình như thế nào, mình phải hiểu được rằng mình xứng đáng có được những điều mình mong muốn, và mình cần phải học tập thực hành để tiếp tục nâng cái tần số rung động đó lên, để chúng ta sẽ có được cái sự tương thích với những gì mà chúng ta đang khao khát có được trong cuộc sống của mình. So I used to manifest so much money because I was needing my library. Also, I like books. I like spiritual books. I want to study. So I used to visualize money coming all the time, money coming, and I'm reading books, and I used to visualize that. And very quickly, the money used to manifest. Money used to come from different sources, and I could buy almost so many books. I could read. Always it's so really easy to manifest money also. It's not really difficult. You must feel vibrational match. Yes, I deserve this. I'm worthy of money, worthy of whatever the money that I'm asking for. Và tôi, cái việc mà đối với tôi là gọi là hiện thực hóa cái số tiền mà mình mong muốn không phải là quá khó khăn. Và ngày xưa thì tôi rất là thích đọc sách tâm linh, và chính vì vậy trong cái lúc mà tôi tưởng tượng thì tôi tưởng tượng là tôi sẽ có rất nhiều tiền và tôi sẽ dùng tiền này để mua sách, và tôi tưởng tượng ra cái cảm xúc của mình khi được ngồi đọc những quyển sách mà mình yêu thích, và tràn ngập cái lòng biết ơn, tràn ngập cái sự sung sướng bên trong mình, và tôi có thể đọc được rất 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 nhiều sách. Thì đó cũng chính là cái cách mà để chúng ta cần phải nâng được cái tần số rung động của mình, và bằng cách là chúng ta hãy cho mình những suy nghĩ tôi xứng đáng, tôi có xứng đáng có được cái số tiền như tôi muốn, tôi xứng đáng có được cái điều mà tôi mong muốn, và điều đó nó sẽ tạo ra những cái cảm xúc giúp cho chúng ta thay đổi cái trường năng lượng bên trong của mình tương thích với những cái điều mà mình đang mơ ước. I also, my personal dream is to travel to all countries in the world. So, but at that time I didn't have money. So I visualized money coming and I'm traveling to all countries. So within no time, money started flowing and I could travel to 120 countries along with Dr. Lakshmi. Và tôi, một trong những ước mơ của tôi là được du lịch vòng quanh thế giới. Và chính vì vậy khi mà tôi hình dung tưởng tượng là tôi nhìn thấy mình cũng đang có rất nhiều tiền, và tôi dùng số tiền này để đi vòng quanh khắp thế giới, tôi đi đến rất nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Và trong cái lúc mà tôi tưởng tượng như vậy thì tôi
cảm thấy rất là hạnh phúc, và điều đó đã trở thành thực tại. Và tôi và cô Lakshmi đã đi khắp nơi trên thế giới với những cái nguồn tiền đến từ khắp mọi nơi, và chúng tôi đã đi được hơn 120 nước. I'm sharing my experiences because to inspire you. It's possible for you also. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho tất cả các bạn, bởi vì tất cả những điều này đều có thể trở thành thực tại của chính bạn. So friends, you say I am worthy and I deserve and I attract money easily, effortlessly. Và các bạn à, hãy tự nói với chính mình là mình xứng đáng và mình có thể dễ dàng thu hút được tiền bạc đến với cuộc sống của mình. Because we were given when we were children the difficult belief systems like, oh, money is not grown on the trees. It's not like apples growing on the trees. So money is very hard to get and it's very difficult to earn money. We were given these beliefs, thoughts, but you have a different belief now. Money comes easily, effortlessly. It flows into my life. I welcome the money. I love money. I dance money. I sing with money. That new thoughts create your new reality. Và các bạn ạ, chúng ta từng phải thay đổi suy nghĩ của mình, bởi vì trước giờ có lẽ là chúng ta đã được dạy cho những cái niềm tin ở giới hạn về tiền, chẳng hạn những câu như là tiền không có dễ kiếm đâu, hay là tiền đâu có tự nhiên mọc trên cây. Và với những cái điều đó thì chúng ta nghĩ là tiền sẽ đến một cách rất là khó khăn, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Chỉ cần chúng ta thay đổi niềm tin, và bây giờ chúng ta hãy cài đặt vào những niềm tin mới cho mình. Tiền đến với tôi một cách dễ dàng, không cần phải nỗ lực. Tiền múa hát xung quanh tôi và tôi yêu tiền. Tôi đón nhận và tôi chào đón tiền vào trong cuộc sống của mình một cách hoan hỷ và hân hoan nhất. Thì tất cả những điều đó sẽ giúp cho chúng ta tạo nên một thực tại mới, với để khả năng chúng ta có thể đón nhận tiền đến với cuộc sống của mình một cách dễ dàng hơn. If you have plenty of money, you can actually learn so many things. You can go to Himalayas in a helicopter and meditate there and come back. Các bạn có rất nhiều tiền thì các bạn có thể học được rất nhiều thứ, trải nghiệm được rất nhiều thứ. Chẳng hạn như bạn có thể thuê một chiếc trực thăng để giúp cho mình đi lên trên đỉnh núi Himalaya và lên đó mình thiền định ở trong thiên nhiên tuyệt vời đó. Be a magnet of money, my dear friends. Hãy trở thành một nam châm hút tiền, các bạn yêu quý. Money is just a neutral energy. You can use that for greater purposes, to accelerate your spiritual growth, to help, to support great projects in the world, in your country. Và hãy trở thành một nam châm hút tiền. Hãy cho phép mình được thúc đẩy cái tiến trình phát triển tâm linh của chúng ta khi chúng ta có thật nhiều tiền. Vì sao? Bởi vì chúng ta có thể hoàn toàn hỗ trợ và ủng hộ, giúp đỡ cho những cái dự án có tính phát triển và giúp ích cho cộng đồng xung quanh của mình. Khi mà chúng ta có tiền, chúng ta có thể chia sẻ và làm những việc có ích, giúp ích cho xã hội rất nhiều. Thanks all of you for sharing your dreams in the chat box. It's really very good to read. Some of them it's written in English. Yeah, cảm ơn các bạn đã chia sẻ những cái suy nghĩ của mình, những cái ước mơ của mình ở trong chat box. Một vài bạn chúng ta có khả năng viết tiếng Anh thì thầy có thể đọc được. Thầy rất là vui khi đọc được những cái điều đó. I request Miss Hathi to make one of our friends to share about their dream and about the vibrational match. You can pick up one of them. Mời em Hà Thủy hãy chọn một bạn để chia sẻ về cái ước mơ của mình, mục tiêu trong 3 tháng tới của mình để chia sẻ cho mình. Thank you, Dr. Newton. Always give me a chance. Yes. Yes. Vâng, ban tổ chức mừng với cho em An ạ. Yes, nụ cười rất là tươi. Yes, chào em. Yes. Em có 2 phút để chia sẻ. Vâng, mời em. Namaste. Mọi người nghe em đó hả? Nghe rõ em bắt đầu.
Yes. Em xin phép được chia sẻ bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt để thầy có thể nghe được không ạ? Wow, yes, please, mời em chia sẻ tiếng Việt trước nhé. Yeah. Yes, please allow me to share in Vietnamese first, and then I myself will translate into English for you. Yes. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyệt. Tuy nhiên là chữ Nguyệt nó rất là khó phát âm trong tiếng Anh, cho nên là em chọn một cái tên tiếng Anh tên là An. Đây là cái tên mà em đã lấy lúc em đi du học. Vừa rồi em có chat trong chatbox với thầy là em mơ ước có được 3.000 đô để sắp tới em tham gia được một khóa học. Em đang tự học cái khóa này bằng mua sách về học, nhưng mà em vẫn luôn ao ước là được học. Đây là một cái khóa học được thực hiện ở Canada, và vì dịch cho nên là mọi người, các thầy cô bên đó tiến hành dạy online. Và đây là một cơ hội rất là lớn cho em, bởi vì đi qua Canada học rất là tốn tiền. Thật sự là em mơ được 3.000 đô, nhưng mà em đã được cho 1.500 đô rồi cách đây một tuần. Thì công việc hiện tại của em đang là huấn luyện viên dạy yoga, và em có rất là nhiều khóa học miễn phí cho mọi người trong mùa dịch, em không thu phí. Thì có người đã nhắn cho em là rất là thương em vì em dạy miễn phí, cho nên là đã gửi cho em một nửa số tiền đó để em tiếp tục lan tỏa được giá trị cho cộng đồng. Thật sự là em đã rất là xúc động khi mà nhận được số tiền đó, cho nên là em luôn nghĩ là mình nâng cao rung động của mình cho đi với một cái tâm vô điều kiện thì mình sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp. Rồi, em đó là câu chuyện của em xin phép chia sẻ lại bằng tiếng Anh với thầy. Namaste. My name is Anne. This is not my real name, but it's English name. Yes. I used it during my study in Australia, because it's easier to pronounce. Yes. My job now is yoga instructor, and yes. During the pandemic, I switched my job. Before I was doing a marketing job, and then my health slowed down, so I quit my job and I come to this new career. The universe has been encouraging me with a lot of resources. And since I opened my heart, I feel worthy. I have received a lot recently because I have been teaching free for a long time to support the community. And one person has come to me and give me half of the money I wish. So just recently, I chat in the chat box that I wish I have 3,000. But recently, that person has sent me half of the money. And she said to me that because I have been spreading a lot of positive message, so she sent me the money to encourage me to go into this path and to help more people. Yes. And that's my story. Wow, Miss Anne, thank you. What a joy to hear your experience, how you could manifest. So one of the great principle that Miss Anne today brought all of us here is about service. When you serve without any expectation to the community, community will support you, community will bring you the abundance. Service also attracts lot of abundance through service, because you raise your vibrations through your service. You are the most abundant person when you are serving without any expectations. Helping our community is the most important activity. Thank you, Miss Anne, for this noble service that you are rendering in your community at this time, pandemic time. Thank you. So it's much. An honor. Thank dạ, you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện của em, và em có đọc được rất là nhiều lời chúc mừng của cả nhà. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, biết ơn em An. Yes, cảm ơn, một cô gái trẻ rất nhiều tài năng.
Và lúc nãy thầy cũng có nói với chúng ta đó là bạn An đã cho chúng ta một cái câu chuyện rất tuyệt vời, và nó cũng nói về một cái quy luật về sự thịnh vượng, đó chính là cái việc mà phụng sự. Khi mà chúng ta phụng sự, chúng ta làm những cái công việc cộng đồng mà không có một cái mong muốn, một cái sự trao đổi hoặc là một cái không cần mong cầu bất kỳ một cái điều gì quay lại với mình, thì chính cái điều đó nó đang giúp cho chúng ta nâng tần số rung động của mình lên. Bởi vì khi chúng ta đang ở trong cái tâm thức thịnh vượng thì chúng ta mới dám cho đi một cách gọi là miễn phí như thế. Và chính điều đó cũng là một trong những điều mà rất quan trọng tất cả chúng ta cũng cần phải làm, đó chúng ta hãy giúp cho cộng đồng của mình. Đó sẽ, điều này sẽ giúp cho chúng ta có thể nhanh chóng để thu hút được những cái nguồn lực cho chính ước mơ của mình. Yes. Vâng, và ban tổ chức xin trân trọng kính mời anh Trọng ạ. Anh Trọng có 2 phút để chia sẻ ạ. Vâng, ban tổ chức mở mic cho anh Trọng ạ. 8866 ạ, con số rất là đẹp ạ. Vâng, xin mời anh Trọng. Vâng, em muốn chia sẻ với thầy và hỏi thì về cái mục tiêu của em là em đang làm một dự án, và trong 3 tháng tới thì em có muốn có 300.000 đô để làm tiếp cái dự án này. Thì khi mà tiền và rung động thì em thấy là cái đấy thì nó không phải là cái gì nó quá là khó khăn hay là nó không thể đạt được. Thì có một cái điều nữa là đáng nhẽ là cái số này thì đáng nhẽ có thể là để đạt được dễ dàng hơn, nhưng mà gần đây thì em bị mất nửa số đó do những cái quyết định mà đáng nhẽ là thật cảm thấy nó không đáng là mình có phải đưa ra những quyết định nó sai lầm như vậy. Thì đấy là câu chuyện của em. Vậy em muốn hỏi thêm thầy là vì sao cái gì mà nó làm cho mình đã có trong quá khứ nó cũng đã nhiều lần nó lặp lại những cái như vậy rồi, thì có nghĩa là mình đưa ra những quyết định nó có nghĩa là khi mà mình có cái số dư nó vượt hơn cái số mong muốn của mình ấy, thì mình là một cách nào đó nó lại bị mất cái số vượt hơn cái cần thiết đấy đi. Và cái mong muốn hiện tại bây giờ là nó có 300.000 đô trong 3 tháng tới vì chỉ tiếp cái dự án của mình. Cảm ơn anh Trọng rất nhiều ạ. Yes, Dr. Newton, so Mr. Trọng has shared that he has a project that he want to we want to do, and his goal is to have $300,000 within 3 months. Actually a few months ago he should have achieved this amount already, but he lost half of it through one decision. And this is not the first time it happens. It happens many times before as well. Okay. In the past, so this is, he also realized this is a pattern in him, that where every time that he has money that exceeds the amount that he needs or he wish, then he started to lose it with certain decision that he regretted later. So he wants to ask how to understand this pattern and how to change the vibration so he can achieve what he wants, which is 300,000 for the next 3 months. Yes, Mr. Trong, this is a very important question that you asked, because once we don't match vibrationally to our goal, what happens is we tend to lose. So how we can vibrationally match to our goal is desirability. We must feel very desirable to have that. Thì đầu tiên là anh Trọng mà thầy nói là cái việc mà chúng ta không, khi chúng ta chưa có tương thích được cái tần số rung động năng lượng của mình với những gì mà mình mong muốn, thì chúng ta sẽ có xu hướng giống như anh, đó là chúng ta sẽ có xu hướng bị mất đi khi mà chúng ta đạt được một cái điều gì đó, chúng ta sẽ không giữ được. Và chính cái điều đó nó làm cho chúng ta thấy là những cái mục tiêu của mình với những gì mà mình mong muốn nó cứ xa dần. Và một trong những cái cách để chúng ta thay đổi điều đó chính là hãy luôn luôn cảm thấy là mình xứng đáng để nhận được những gì mà mình mong muốn. Sometimes we repeat the family patterns. For example, your father, grandfather or some ancestor has this pattern of losing. They get but they lose everything.
within no time. So what happens is that pattern we repeat, and because of the unconscious loyalty that we have for the family system, and we, because we don't feel deserving a new life, a complete better life, it's so important to break this pattern, change this unconscious loyalty, and so that you have mature love. Mature love says, dear father, dear grandfather, dear ancestors, I'll be better than you. I'll be more successful than you. I'll make more money than you. Bless me if I can. Và một trong những cái mô thức mà khi chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái việc mà thất thoát mất mát như thế này, nó có thể đến từ những cái mô thức trong gia đình, có thể đâu đó trong gia đình của chúng ta có những ông hoặc bà hoặc là bố mẹ của mình họ đã từng bị mất tiền, và chính vì như vậy mà với cái gọi là cái tình yêu mù quáng và cái sự trung thành mà chúng ta mong muốn thuộc về gia đình của mình, và mình đã có những cái mô thức ở trong vô thức của mình lặp lại những gì mà bố hoặc ông của mình đã từng thất thoát trước đây. Và nếu như họ đã từng có cái mô thức là tiền đến rồi lại đi và mất rất là nhiều, thì mình cũng giống như họ, mình cũng muốn được giống như họ, nhưng đó chính là một tình yêu chưa trưởng thành. Bởi vì tình yêu trưởng thành thật sự là chúng ta cần phải cảm nhận là mình xứng đáng cho một cuộc sống thịnh vượng, và mình có thể quay lại để nói với người bố, người ông đó là bố thân yêu, ông thân yêu, con sẽ sống hạnh phúc, để con sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ông, nhiều tiền hơn bố, để vinh danh cho dòng họ của chúng ta. Thì đó mới chính là điều mà chúng ta có thể làm, và mình sẽ nói với gọi là ông bà tổ tiên của mình là xin hãy chúc phúc cho con, để con có thể sống trong hạnh phúc, ở trong phước lành, với lời chúc phúc của ông, của bố. Thì đó chính là những gì mà chúng ta cần làm. And who in your family system has this pattern? Who in your family has this pattern? Anh Trọng có thấy là trong gia đình mình có ai có mô thức này không ạ? Cái này thì em nghĩ là nó đến từ một cái khác trong những cái bài thiền của thầy ấy, thì em không nhìn rõ về những cái tiền kiếp, nhưng em có cảm giác là em đã từng là người tu, và cái đấy nó là như một cái suy nghĩ hay cái cảm nhận của mình là cái người tu thì nó chỉ cần đủ tiền thôi chứ không cần dư thừa, cho nên là cũng như từ trước giờ thì nó không bao giờ nó thiếu thốn cả, nhưng mà nó cứ lúc nào nó dư thừa thì mình sẽ làm cái gì đó để nó mất đi cái phần dư thừa đấy. I think this actually in one of the meditation that I realized that it might have come from my past life, that I was a monk, and it came from the thought or the belief that I don't want any extra, I just want to have enough, and that's why every time I have something extra, excessive of my need, then I start to lose those money. Oh, right. Extra money you're losing because you're still a monk. You carry the monk energy inside you. And can you select two objects in front of you or around you? Two objects. One representing losing pattern, the pattern of losing. The other one is a new pattern. New pattern where you have, you allow more money to flow and you utilize that money for greater projects. You can help our world with that money, right? So which one, pen, and you have another object and the other hand, the left hand, what is that? Và thầy có nói là bây giờ anh Trọng hãy chọn cho mình hai cái đồ vật khác nhau để đại diện cho hai cái mô thức. Một cái mô thức là mình cứ lúc nào mình cũng bị mất tiền, và mình hãy có tiền là mình dư giả, là mình sẽ có xu hướng là mất đi. Và một cái món đồ khác, một cái vật thể khác để đại diện cho cái việc là khi chúng ta có tiền thì chúng ta có nhiều, chúng ta sẽ dùng số tiền đó để giúp ích, để chia sẻ cho những người khác và giúp ích cho xã hội. Thì mình chọn cái viết nó là đại diện cho cái nào ạ? Anh Trọng có thể chia sẻ cho mọi người. Này là cái đại diện cho cái mất đi, còn cái bút này là giữ tiền lại mà cho những cái điều tốt đẹp. Yeah, so the pen represents the good pattern, new patterns, and I'm not sure what is the other one that he was holding. Nó là gì ạ? Tai nghe.
It's an earphone. Yes. Holder. Yeah. So it earphone held. Yes. Yeah. It represents for the losing the pattern. Losing pattern. Yes. Yes. So you keep the losing pattern and the good pattern in front of you. Bây giờ mời anh hãy đặt xuống hai cái món đồ này ở trước mặt mình ở trên bàn vậy. Mình hãy đặt xuống vậy. I keep it in my hand or I put it in the table. Yeah, you can keep it in the hand, no problem. Yes, it's okay. Then look at the losing pattern, the pattern of losing, the bad pattern. Và bây giờ anh hãy nhìn vào cái đồ vật đại diện cho cái mô thức mà hay mất mát của mình. You say, as a monk, this pattern was very useful in that lifetime. Và hãy nói với lại cái đồ vật này là khi tôi còn là một người tu hành thì mô thức này rất hữu ích đối với tôi trong kiếp sống đó. Thank you, my dear pattern. You served me in that life when I was a monk. Cảm ơn bạn mô thức của tôi vì bạn đã giúp ích cho tôi trong kiếp sống khi tôi còn là một người tu hành. Now I have come back incarnated now to balance things. There is a inwardly there is a monk, outwardly there is a man with balancing outer and inner, nirvana and samsara. Và bây giờ tôi đã quay trở lại một kiếp sống mới và để cân bằng nghiệp quả của mình. Ở bên trong, nhưng mà tôi vẫn là một thầy tu, nhưng ở bên ngoài tôi là một người đàn ông của kiếp sống này. I say goodbye now to you. Và bây giờ tôi muốn chia tay với các bạn. Vì tôi đã có một luân hồi mới. At this point of time, just keep the hand a little bit away and keep it far away at a distance, this object. Bây giờ, mình có thể để cái vật thể này ở xa hơn. And also, slowly another, also you move it further. So that, even put it in the back side of you now. You put it in the back side, behind you. Because it belongs to the past life. That pattern. Thậm chí là bây giờ anh trọng hãy để cái vật thể này ở phía sau lưng của mình bởi vì nó đã thuộc về quá khứ rồi. Mô thức này đã thuộc về quá khứ. Mình hãy đặt nó ra phía sau lưng của mình. Now look at this new pattern, good pattern, where you keep the money that's coming to you and you use that money for greater purposes. Và bây giờ mình hãy nhìn vào cái vật thể đại diện cho mô thức mới của mình. Và mình sẽ dùng nó cho những cái mục đích tốt đẹp như thế nào. You say, I welcome you. You are my new thoughts, new beliefs, new pattern. I welcome you into my life. Và mình cũng có thể nói, tôi chào đón bạn, tôi chào đón những suy nghĩ mới, những mô thức mới vào cuộc sống của tôi. Even though I attract plenty and abundant money, I allow that to be utilized for greater purposes. Và mặc dù tôi đang thu hút về mình rất nhiều tiền, nhiều hơn khả năng sử dụng của tôi, nhưng tôi sẽ sử dụng những phần mà tôi không cần cho phụng sự, cho những mục đích tốt đẹp hơn. To serve my community, my country, my world. Để có thể phụng sự cho cộng đồng của tôi, cho đất nước của tôi và cho thế giới này. At this point of time, hold it in both the hands and feel that you are vibrationally completely matching with it. Và ngay bây giờ hãy cầm cả hãy cầm để trong hai tay của mình với tất cả sự biết ơn
và hãy cảm nhận mình đang nâng cao tần số rung động của mình để tương thích với dự án mà mình đang mong muốn có được. See yourself in that 3 months from now, where your bank account, the $3 million, you said about one figure, that money is coming into your bank account, where you are really looking at the account and you see the number that you have already got, the number you're seeing, you're so happy, and in that moment, và bây giờ nhìn thấy chính bản thân mình trong trạng thái khi mà mình đã đón nhận được cái số tiền 300.000 đô này, cảm xúc của mình như thế nào lúc mà mình nhận được cái số tiền vào tài khoản của mình biết được trong tài khoản của mình có con số đó, cảm xúc của mình, cảm giác của mình đang phấn khởi như thế nào, thì cho phép mình đi vào trạng thái đó. Can you describe about what you are seeing in the 3 months from now? Anh Trọng có thể miêu tả cái cảm giác của mình 3 tháng tới sau khi mà mình đã nhận được sẽ như thế nào không ạ? Lúc đó em sẽ cảm thấy bình an, tự tin vào cái việc mình đang làm hơn, cảm thấy biết ơn những nhân viên đã đưa đến cho mình đạt được cái điều này. I feel more peaceful. I feel very grateful that my employees has helped me to reach this. Yes. That's wonderful. That's really wonderful. Thank you, Mr. Trong. It's wonderful. You manifest all your dreams. Cảm ơn anh Trọng rất là nhiều ạ. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh đã chia sẻ trải nghiệm và thầy cũng chúc cho anh có thể thực hiện được tất cả những ước mơ của mình trong tương lai. Yes, biết ơn anh Trọng ạ, biết ơn sự chia sẻ chân thành từ anh. Và tiếp theo Thủy xin mời ban tổ chức mở mic cho bạn Hà. Bạn Hà TV đúng không ạ? Vâng, dạ. Xin mời em. Dạ vâng, em biết ơn cô Hà Thủy đã cho phép em được chia sẻ. Thì lần đầu tiên thì em biết ơn thầy, các cô chú anh chị, các thầy cô đâm học viện Hero ạ. Và biết ơn cô mình Lami đã kết nối cho em biết đến chương trình và cho em 3 tháng vừa rồi được tham gia phụng sự cùng với mọi người. Thì đầu tiên cái câu chuyện mà em chia sẻ rất là biết ơn câu chuyện của anh Trọng ạ. Thực sự là khi mà thầy hỗ trợ cốt cho anh Trọng ấy, thì em cũng làm luôn cái quy trình của mình. Thực sự là em rất là sợ tiền. Mặc dù trước đấy, cách đây lúc mà chưa có dịch ấy, thì cái tài chính thu nhập của em rất là tốt. Một tháng 5-60 triệu là rất là bình thường. Thì hiện tại em làm công việc là dạy kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho các bạn nhỏ. Thì từ nhỏ là em có một cái mô thức đó là rất là sợ quản lý tiền. Em làm có tiền nhưng mà không bao giờ em giữ tiền hết. Em toàn đưa cho cái em gái em cũng là cái toán ở trung tâm ấy. Bạn giữ, em chỉ ví dụ đi cà phê hay gì đấy ấy, cần bao nhiêu thì em sẽ lấy bấy nhiêu thôi. Cách đây khoảng một tuần ấy, thì khi mà cô mình nói em xử lý một số cái tài chính mà mọi người có ủng hộ ấy, thực sự lúc em cầm lên em rất là run. Đến bây giờ em vẫn thấy run luôn ạ. Đó. Nói chung là tại vì hồi đấy là em mới học cấp 2 thôi, bố em đưa cho một cái khoản tiền, lúc đấy bố mẹ cãi nhau vì tiền ấy, thì đưa cho em một cái khoản tiền để quản lý chi tiêu trong nhà. Thì lúc đấy em nói sao em còn nhỏ như thế mà em phải cầm tiền quản lý như thế. Em chỉ mong muốn là em bình thường giống như các bạn nhỏ thôi, các bạn cùng với trang lứa của em. Thì từ đấy trở đi là cứ đụng đến tiền là em sợ, đến mức độ là em nói sau này mà em có gia đình nhỏ của mình ấy, thì em cũng sẽ không quản lý tiền mà đưa cho chồng em nữa. Như thế luôn ạ. Nhưng mà khi mà thầy có chia sẻ cái quy trình ấy, thì em có sử dụng 2 cây bút. Thì đúng, một cái bút và một cái kim tự tháp như thế này. Thì cái bút là tượng trưng cho cái mô thức cũ. Thì lúc mà em làm em cầm lên là nó luôn luôn. Nhưng mà sau đấy thì thầy nói là cắt cái dòng năng lượng đi. Thì lúc đấy em thấy rất là bình an. Thực sự rất là bình an luôn. Thì quay lại với cái tiếp theo là đến cái phần mà hướng đến cái việc hiện tại á, thì tự nhiên lúc mà em hướng đến cái việc là dòng tiền của mình về như thế nào, rồi cái số tiền đấy em sẽ tiếp tục là phụng sự, và có một cái mong muốn trước giờ của em đó là khi mà em dư giả về tài chính rồi thì em sẽ làm những cái thư viện cho các bạn nhỏ ở vùng cao ấy đó. Thì lúc mà em nhìn thấy cái cảnh đấy em rất là vui, thực sự hạnh phúc lắm luôn ạ. Thì 2 năm gần đây thì đúng là tài chính của em ảnh hưởng rất là nhiều.
Thì lúc mà em đặt cái mục tiêu là trong vòng 3 tháng tới cái thu nhập gọi là cái dòng tiền của em về hàng tháng cố định đó là khoảng hàng tháng đó là 50 triệu một tháng ấy, thì đúng là giai đoạn dịch này thì nó chưa dễ với em, thực sự là thế. Nhưng mà khi mà thầy nói là tất cả mọi thứ thì nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng đến với mình, thì em 3 tháng gần đây thì em cảm thấy đúng là khi mà em không cần phải nỗ lực như trước làm việc từ thứ hai đến chủ nhật nữa, nhưng mà đúng là em làm giống như chơi ấy. Rõ ràng là cả ngày từ sáng đến chiều em phụng sự cùng với cô Bình và các anh chị trong đội phụng sự ấy. Thì buổi tối em chỉ có một ngày khoảng 1 tiếng mấy 2 tiếng thôi, thì em chỉ làm những cái rất là đơn giản nhưng mà cũng có những cái khoản tiền về nó rất là dễ, mặc dù nó chưa có nhiều, nhưng mà em thấy đúng là khi mà mình nghĩ rằng là mình có cái sự thoải mái, có cái tâm thức thịnh vượng thực sự ấy, mình không cần phải nỗ lực. Đúng như thầy nói, ngày hôm nay thì em càng thấm cái bài học này, và em cũng tin chắc rằng là khi mà cái mục tiêu em đặt ra thì nó cũng sẽ đúng với cái tâm thức như thế ạ. Bởi vì là khi mà em thấy rằng là mình toàn tâm toàn ý, mình phụng sự, mình cho đi cho cộng đồng, đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch này ấy, thì em thấy là cái sự bình an bên trong càng nhiều vậy. Bởi vì em thấy khi mà em bình an như thế này này, những cái số tiền nó về với em nó rất là hạnh phúc ạ. Nó chỉ bằng 1/10, 1/20 của ngày trước em làm thôi, nhưng mà em rất là biết ơn, chưa bao giờ em cầm cái số tiền như thế mà em thấy hạnh phúc như vậy ạ. Dạ vâng ạ, thì thực sự là em, đấy là những cái chia sẻ của em ạ. Và em rất là biết ơn cái quy trình sáng hôm nay của anh Trọng ạ, thì đã giúp em, và cái quy trình ngày hôm qua của cô Lát My, em cũng đón nhận được rất là nhiều và thiền rất là sâu ạ. Dạ, thì em cũng mong muốn rằng là các cô chú ở, anh chị ở trong phòng Zoom hãy mở lòng mình hơn, giống như em ạ. Mở lòng mình hơn, đón nhận những giá trị từ thầy cũng như là các cô chú anh chị, các thầy cô ở trong Zero để lan tỏa giá trị đến cho nhiều người hơn nữa, để mình được chữa lành từ bên trong giống như bản thân em ạ. Em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Okay. Cảm ơn bạn Hà. It's a long sharing. I will start again. I'm very grateful that to the Zero team, to you, our teachers, and also I want to share my story that for the past 3 months, I'm very grateful to Miss Bin for allowing me to be in her team and to serve the community. And right now, I'm facing some difficulties for my dream. Before, if I want to earn maybe $3,000 per month, it was quite easy. But the pandemic also affected my income. So I teach soft skill to the children, and I realized that I have fear of money, and I always reject to manage money. So when I have money, I give to my sister, she's an accountant, to keep, and I only get what I need from her, you know, for coffee or something like that. And about a week ago, when Miss Ben asked me to manage the money that people contributed in the project, when we do community service, that I started to feel anxious. And then I remember that in one incident when I was in secondary high school, my parents, they gave me the money and they asked me to manage it. And I said to myself that, why do I have to manage this amount of money? Because I just want to be like other children to play. And why do I have to manage this amount of money? It's not my work, because and then I also said that when I grow up, I will not manage money. So that was the belief or the thoughts that I had at that time. And during the process that you instructed, you coached for Mr. Trọng, I also follow, and I also chose one pyramid is representing the new pattern to welcome money for higher purpose, and a pen to representing the own energy, the own patterns. And I really feel, I felt very peaceful when you asked us to cut the energy and put it in the back, in the past. And
I could also see how money can come to me when I serve others, because I have a goal that when I have a lot of money, I will create like a library of books for the children in the rural areas, you know, in the suburb, in poor regions. Yeah. And I could see that manifested. And for the past two years, my finance was really affected. So the monthly income that I want to have, my goal right now is the 50 million Vietnam dong per month. And for the past 3 months, when I work with Miss Bin, I really enjoy my time. I did not receive the kind of income that I want yet, but I really can understand the meaning when you say that when we give, when we work with our heart, with the expectation, we feel very happy. So for example, during the day I spend time to learn and not working too much, but at time in the evening I will serve the class, and I only work a few hours per day, and the amount of money I received right now can be maybe just 110 or 20% of what I earned before. But the feeling of happiness when I receive this money is tremendous. And and I also saw that the money came to me more easily. And really, when we devote and we dedicate and do something meaningful for everyone else, is the inner peace inside of me increased. So I really hope that everyone, all the participants in our class, will continue to open their heart to share and to receive all this wisdom from you, from all the teachers in Zero, and so we can transform like my experience. Yeah. Wow, that's amazing to hear. You could shift something in you right here and now. And I appreciate for taking up this great cause in serving the community, and your dream of buying a library books for all those people who could not afford to buy, and setting up libraries for them is really a noble cause. Thanks for your sharing. Cảm ơn bạn Hà, rất là tuyệt vời ạ. Thầy rất là thích cái câu chuyện của bạn, đặc biệt là khi mà bạn chia sẻ về cái ước mơ mà xây dựng cái thư viện cho những cái trẻ em ở vùng núi cao, thì đó chính là những cái mục tiêu thật sự mà khi chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ đi phụng sự để giúp ích cho xã hội và giúp ích cho những cái người họ cần. Như thế thì điều đó vô cùng là tuyệt vời. Chúc mừng bạn Hà. Em biết ơn thầy rất là nhiều. Yes, biết ơn sự chia sẻ rất là chân thành từ sâu thẳm trái tim em, Hà. Biết ơn em và vô cùng biết ơn sự phiên dịch tuyệt vời đủ đầy của chị Beo ạ. Rất là tuyệt vời ạ. Biết ơn chị. And your Dr. Newton, one more sharing. One more sharing, yes. Thank you. Vâng, ban tổ chức mở mic cho chú Phong ạ. Vâng. Vâng, chú mời chú mở mic ạ. Hello. Vâng, con có nghe rõ rồi ạ, con mời chú ạ. Dạ. Con xin kính thầy, chào thầy Newton Colasumi và các thầy các cô của Học viện Thành Công Zero, cũng như ban phụ sự và tất cả các cô bác anh chị đang tham gia trên Zoom. Ước mong muốn của con trong 3 tháng tới thì xin được thầy Newton Colasumi và vũ trụ truyền năng lượng yêu thương để giúp nhân dân Việt Nam phòng chống COVID thành công, để chúng con và Học viện Thành Công Zero cũng như tất cả các anh chị em trên Zoom sớm được đón thầy cô về Việt Nam để mở Mission Tour năm 2021, để giúp chữa lành và khai sáng cho hàng triệu người dân Việt Nam. Ước mơ về cá nhân cũng xin thầy cô vũ trụ truyền năng lượng để giúp cho con gái con là Trương Thị Thu Hương
sớm bán được 3 căn nhà hoặc là một số lô đất trị giá khoảng hơn 10 tỷ, vừa là trả nợ một phần cho ngân hàng, trích một phần để giúp đỡ những người nghèo, những người bị bệnh COVID gặp nhiều khó khăn, rồi cũng trích một phần để quyên góp cùng với thầy cô sớm xây dựng thành công cái học viện lượng tử cuộc đời ở Ấn Độ, đồng thời cũng trích một phần để con làm đường, trồng rừng và sớm hoàn thiện cái chi nhánh Zero ở Gia Lai để chữa lành và khai sáng cho những người dân Gia Lai cũng như khu vực Tây Nguyên và nhiều người nói chung. Con xin cảm ơn. Yeah, tuyệt vời. Cảm ơn chú Phong rất nhiều ạ. Mr. Phong, he was sharing. First of all, I would like to say thank you to Dr. Newton, Dr. Lashmi, and all the HERO team and all the participants who are here with me today. And I want to share that my first goal is to request you, Dr. Newton and Dr. Lashmi, and everyone in the Zero and everyone around us today, please send the energy to help the Vietnamese community to overcome our tough time in this pandemic right now. Because my wish is to have you come back to Vietnam for the mission tour 2021, and so you can really help us to have the enlightenment with all the courses and offline training program when you are here with us. So that is my first goal. My second one is to request, I want to help my daughter Trương Thị Thu Hương, so that she can sell 3 houses and land and property is worth around $500,000. Part of it we will have to pay back to the bank, and then we also want to help and give these to the poor people, the people who have challenges during this pandemic. And a part of it we also want to donate to you, to QLU, for your wonderful projects with the Pyramid University, and and part of it I want to do that's like for the construction of the roads, so that we can soonly have the Zero branch in Gia Lai, in my city, my province, so we can inspire more and more people to have this wisdom and to share this beautiful knowledge to the people in my region, in my country. So that was my 2 goals. Oh, Mr. Phong, thank you for your great heart, noble, visions for your community, for you want to help. Definitely universe will support in this process very quickly. All these 2 goals will be manifested, because more we are doing the service and community service particularly, and what happens is the universe also joins you in manifesting this new reality. À, tuyệt vời, rất là cảm ơn, biết ơn chú Phong đã chia sẻ với chúng ta một cái tầm nhìn rất là cao quý của chú, cũng giống như là trái tim của chú. Chú là một con người có trái tim rất là to lớn và tuyệt vời, đã có những cái mục tiêu không phải chỉ dành cho cá nhân mình mà là chỉ phụng sự cho thế giới, cho cộng đồng xung quanh của mình. Và khi chúng ta làm những cái dự án mang tính phụng sự cho cộng đồng như thế này thì chắc chắn là vũ trụ sẽ hợp nhất với chúng ta để giúp chúng ta hiện thực hóa được cái mục tiêu này nhanh hơn. Cảm ơn chú Phong rất nhiều ạ. Con biết ơn thầy. Chú Phong ạ. Và trong Mission Tour 2020, chú Phong, cô Bình đã có rất nhiều hạnh nguyện đóng góp cho trường Đại học Lượng Tử Cuộc Đời, để thầy cô hoàn thành những tâm nguyện về xây trường cũng như là bảo tháp Sahara. Biết ơn tấm lòng hạnh nguyện của chú Phong, và đặc biệt trong Zoom buổi sáng ngày hôm nay, khi lắng nghe của những lời chia sẻ tâm tình và hạnh nguyện của chú, Học viện Thành Công Zero vô cùng biết ơn trái tim to lớn, những
những lời từ trái tim của chú đã chạm đến trái tim của tất cả những quý cô bác anh chị học viên trong Zoom ngày hôm nay, và thay mặt Học viện Thành Công Zero và Trường Đại học Lượng Tử Cuộc Đời và thầy cô xin biết ơn tấm lòng cao cả và những hạnh nguyện của cô chú, và tin rằng là những hạnh nguyện này sớm sẽ được thành hiện thực, và như thầy nói là so be it, so be it, so be it, so be it. Và ngay lúc này dear Dr. Newton, we can make it happen now. So be it. So be it. So be it. Wonderful. Yes, so be it. Vô cùng biết ơn chú Phong, biết ơn hạnh nguyện tuyệt vời của chú ạ. Vâng. So dear Dr. Newton. Dear Dr. Newton. Ah, yes, Miss Louis. Wonderful. Xin mời thầy Louis ạ. Yes. Could I have one opinion that because today there are many new face, new audience, so the great love, energy, and wisdom, so many people want to share with you. Yes. So could I suggest that can you have the time more for exchanging with the audience here? So maybe for the first sutra, now finishes already, and you have more time exchanging with people here, and then sure, Miss Louis, we will cover the syllabus also. Yeah, more time for interaction also, definitely. Yes, dear Louis, wonderful, wonderful. So, friends, now we can also have a nice 5 minutes break so that you can walk and you can dance a little bit, and we will again tune into meditations and process work. Bây giờ các bạn quý, chúng ta sẽ có nghỉ giải lao 5 phút để chúng ta có thể đứng lên, uống nước, và chúng ta có thể múa nhảy một chút xíu để thay đổi cái trạng thái cơ thể của mình. Và chúng ta sẽ quay trở lại trong 5 phút, mà mời bạn Hòa Thủy có thể bật một bản nhạc cho mọi người có thể thay đổi năng lượng được không ạ? Yes, thank Dr. Newton. Now we have a dance together. Yes, it's night dance. Yes. Yeah.